Nhân dân huyện Thạch Thất đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện đã thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dị Nậu và xã Cách Nậu thành xã mới đặt tên là xã Lam Sơn, xã Tràng Sơn và xã Thạch Xá thành xã Thạch Xá, xã Hữu Bằng và xã Bình Phú thành xã Quang Trung. Sau sắp xếp, huyện Thạch Thất sẽ giảm 3 xã, từ 23 đơn vị còn 20 đơn vị hành chính. Sau kỳ họp này, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ tập trung chỉ đạo các ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã được kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân huyện thông qua. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, các ban Hội đồng Nhân dân huyện, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiếp tục giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện.